Nếu như các bạn đang sử dụng ứng dụng ví điện tử Momo trên điện thoại và cảm thấy bị làm phiền bởi có quá nhiều thông báo từ cái ứng dụng này, và hầu hết những cái thông báo này thì đều là những cái thông báo không quan trọng, ví dụ như là thông báo mời chơi game hoặc là những cái thông báo quảng cáo ở trên cái ứng dụng này, thì các bạn có thể là thực hiện cái việc đó là tắt bớt một số những cái thông báo không quan trọng ở trên cái ứng dụng ví điện tử Momo này và vẫn giữ được những cái thông báo quan trọng để đảm bảo là chúng ta vẫn có thể là nhận được thông báo khi mà chúng ta chuyển tiền hoặc là nhận tiền ở trên cái ứng dụng này. Hoặc là khi mà cái tài khoản của chúng ta bị đăng nhập ở trên một thiết bị khác thì chúng ta vẫn có thể là nhận những cái cảnh báo về đăng nhập ở trên cái ứng dụng ví điện tử Momo này. Và để tắt được những cái thông báo rác ở trên cái ví điện tử Momo khi mà các bạn sử dụng cái ứng dụng này trên điện thoại của các bạn thì các bạn sẽ làm những cái bước như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở cho mình cái ứng dụng Momo ở trên điện thoại của các bạn lên. Tiếp theo thì các bạn chọn là phần tôi ở đây và các bạn sẽ kéo lên. Các bạn chọn cho mình vào cái phần đó là cài đặt ứng dụng. Ở đây thì nó sẽ có một cái mục đó là cài đặt thông báo, các bạn chọn vào. Và nó sẽ có những cái thông báo. Ví dụ như là ở đây nó sẽ có hai mục là thông báo quan trọng và thông báo ưu đãi. Thì đối với cái phần thông báo quan trọng này là chủ yếu nhắc nhở chúng ta về những cái thông báo về giao dịch, nhận tiền hoặc là chuyển tiền. Thông báo về nhắc nhở cảnh báo đăng nhập và cũng như là cái dịch vụ của ứng dụng Momo này. Thì cái thông báo quan trọng này thì các bạn không nên tắt đi, mà các bạn nên để ý cho mình cái phần đó là thông báo ưu đãi. Ở đây thì nó sẽ có rất nhiều những cái ưu đãi mà nó sẽ thông báo cho bạn hàng ngày. Ví dụ như là ưu đãi về dịch vụ này, ưu đãi sắp hết hạn, trò chơi, quảng cáo và những game liên kết với ứng dụng Momo thì nó sẽ quảng cáo cho các bạn. Thì các bạn sẽ tắt những cái phần này đi cho mình.